đi ra biển thôi. Mình mới vừa chế tạo ra được một cái máy dò kim loại nè. Nó sẽ giúp mình dò ra những vật mà nó đã được chôn sâu xuống dưới đất. Nghe nói ở ngoài biển nè có nhiều thứ bị chôn sâu lắm nha. Giờ thì bắt đầu dò nào, mở máy lên nè. Để dò ra coi có chỗ nào có kho báu đây. Ui nó đang kêu tít 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 nè. Dò. Ui. Ủa chỗ này nó kêu nhanh thì nó kêu tí tu kìa. Được rồi, đào xuống dưới thôi, đào xung quanh đi ra. Đào qua, đâu rồi, phía đây đúng không? Ôi, ô, đúng cái này rồi, nó kêu tí liên tục nè, nguyên một cục sắt luôn. Thôi để dưới đó đi, có gì à, mình sẽ cầm cúp đào sau qua. Nè, giờ đi dò tiếp mới được. Đây, chỗ này nó kêu tí nè. Ai qua bên đây, nó coi coi chỗ nào nữa không? Ui, ở chỗ này nó kêu tí quá trời luôn mày. Được rồi, đào xuống thôi. Đào qua. Ui, một chiếc nhẫn bạc luôn hả? Ôi, đảo ơi, hèn gì cái máy này nó dò ra được luôn. Ây cha, cái này bán chắc có giá lắm đây. Được rồi, dò tiếp thôi. Ui, chỗ nào đây? Ui, mình nghe nó kêu tí liên tục trong cái bụi cây nè. Ồ, không lẽ dưới đây thì có cái kho báu gì á? Hình như nó nằm đâu phía dưới bên này nè. Đập cái này. Ui, có một cái gương nè mấy bạn. Wow, để coi trọng điện sẽ có cái gì đây. Ây cha, ôi kim cương. Bạn, ui, coi này cái crafting đi. Hình như là một công thức chế tạo. Được rồi, để mình lấy kim cương nè. Vàng nè, sắt nè, trời ơi, có hai cục sắt à. Ôi, bơi lên. Ôi, đấy rồi, mình kiếm được cái gì đây. Một cái công thức chế tạo vậy. Ôi, chắc vài tô gà SM à. Ôi, mình kiếm được bản công thức này luôn á. Ôi, ai chôn giấu nó dưới đây vậy. Hay quá vậy, có bạn nào muốn mình chế tạo thử không? Thì nhớ bình luận phía dưới cho em biết nha. Rồi, được rồi. Giờ thì đem về nhà của mình thôi. Rồi, tới nhà mình rồi. Mình sẽ tự chế tạo công thức này thử coi xem như thế nào đây. Ủa, ông thầu nguyên ống nhảy trong nhà mình vậy trời. Hả chị ơi, ông đâu mất tiêu rồi. Ủa, ông kiếm mình á. Ôi, tưởng vậy chứ, tưởng ông định ăn trộm hay làm cái gì chứ. Thì ông kiếm mình, có vụ gì à. Tôi đây nè. Ủa, hả chị ơi, hello chị. Trời ơi, làm gì trong nhà tôi vậy? À, thì tụi tôi tính rủ ông uống trà sữa thôi mà, có gì đâu. Ồ, vậy hả? À, với lại hả chị ơi, ông còn ít kim cương không? Ông cho tôi mượn đi. Cái gì kim cương hả? Trời ơi, tôi mới vừa đi kiếm về luôn á. Trời ơi, nè, cho ông nè. Ồ, cảm ơn hả chị. Ui trời ơi. Ui, ông làm cách nào ông tìm được mấy cái này nhiều vậy? Chỉ tôi với. À, tôi mới vừa gọi là tạo ra được một cái máy có thể dò tìm những kho báu nằm dưới lòng đất nè. Muốn thử không? Ồ, kho báu hả? Ôi, nghe hay vậy, chỉ tôi đi. Nè, giờ ông cầm cái máy nè, với cầm cái xẻng nè, ra biển á, bắt đầu à, ông cứ đi dò đi, chừng nào nghe tí liên tục á. Nè, ở dưới lòng đất đó sẽ có một cái kho báu á. Ồ, vậy hả? Được rồi, để tôi đi làm liền luôn. À, đi nha, cẩn thận á nha. Dạ, ông Sầu Nguyên ổng đã đi rồi. Giờ thì mình sẽ cần tới da bò để chế tạo ra mấy cái quần, rồi tới mấy cái áo nè. Đây rồi, vũ khí đây rồi. Đi xuống dưới thôi. Giờ thì đi ra xử mấy con bò thôi nào mấy bạn. Da bò. Ui, ở đây cũng có mấy con ngựa nè. Mấy con ngựa này cũng vớt ra da nè, cũng được lắm. Mày nè, ngựa nè. Thôi, cũng có da bò luôn. Da thuộc nè, rồi đi làm thêm được. Ui, bên này còn con ngựa nè. Đi. Mày nè ngựa. Đây nè ngựa, đây cũng có da luôn. Bò ơi, đâu rồi mấy con bò mình nhớ gần đâu đây, nó có nhiều bò lắm mà ta. Ôi, đây rồi. Ui, thêm một con bò cho mày nè. Mày ơi, đứng lại bò. Ôi, không mất miếng da nữa, đây rồi, con bò này. Bò nè, ôi, 5 miếng da rồi. Chặt cái cây này ra nè. Rồi, giờ chết, bỏ vô cái bàn này. Rồi, chế tạo qua cái bàn chế tạo nè. Đây. Ủa, đặt ra. Sau đó thì mình sẽ bỏ da bò lên, mình có thể chế tạo được. Ủa, chưa đủ quá. Hình như mình đủ làm ta. Ồ, không đủ làm cái quần chứ cái áo luôn. Vẫn chưa đủ. Ui, cái làng này quá trời bò luôn. Được rồi, con bò tiếp theo. Được 7 da bò rồi. Tiếp theo nè, con bò cái mày nè. Ủa, bỏ luôn. Con bò tiếp theo. Ủa, đây rồi, 9 da rồi. Là mình có thể chế tạo được một cái áo rồi đó. Đây. Ê, mày nè bò. Ủa, không ra luôn. Đây nè, ui, 11 da thuộc rồi. Giờ hai con bên đây, mày nè bò. Đứng lại bò. 13, đây, 14 luôn. Con này nữa. Ây cha. Ui, không ngớt ra luôn. Đào mình cho mình chế tạo được cái gì à. Mình có thể chế tạo ra được một cái áo rồi nè. Rồi còn 16 á, còn 6 á. 6, ui.
quần rồi. Đập đi mình thêm da bò, mình còn thêm da bò. Khu dân làng gần cái làng của mình nè, nó cũng ở đây cũng khá bò đó nha. Đập mày luôn, ui có già luôn. Yeah, mình có thể chế tạo được một cái quần rồi đó. Giờ thì tiếp theo bò bên đây nữa. Bò nè bò, ấy 8 cái luôn. Vậy là mình có thể chế tạo được cái áo rồi. Giờ tiếp theo mày nè. Mày nè, 18 luôn. Ơi, mình nghĩ chắc đủ rồi á, đừng sát xanh nữa, Đây, để coi đủ chưa. À, mình có thể chế tạo ra được một cái áo và một cái quần. Yeah, đủ rồi. Công thức là chế tạo ra được ba cái đó và nhựa mà cái áo màu cam, một cái áo màu trắng với một cái quần màu trắng nữa. Ok, vậy đi làm mấy cái màu kia trước, cái màu cam á. Trong đây có bông hoa màu cam ta, hình như có đó. Sao từ nãy tới giờ mình dò theo lời của Hachi nói mà mình vẫn chưa tìm ra đây ta? Hướng này không có, hướng này cũng không có, hướng này cũng không có, gì kỳ vậy trời. Ui, khoan đã, hình như mình mới nghe có cái gì tiếng tít 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 mạnh lắm luôn nè. Ồ, hình như bên dưới này nè, được rồi, bây giờ tranh thủ đào xuống coi nào. Rồi, được rồi, đào thử coi. Ủa, sao chả thấy gì hết trơn vậy ta? Trời ơi, không lẽ Hachi vũ hả? Thôi, bây giờ mình phải đi tìm chỗ khác mình đào mới được. Hoa màu cam á, sao gần đây chẳng có hoa nào màu cam như này. Màu đỏ, màu vàng, màu đỏ, cũng màu cam đâu ta. Thì màu vàng, ui, thấy rồi, u gần nhà dắt có hoa màu cam nè. Thôi, để coi thì đúng không? Đây, hoa cam đúng rồi, màu cam. Và mình sẽ ghép chung với cái áo. Đây rồi, một cái áo màu cam nha. Màu trắng mình cần giết con skeleton đó để lấy bột xương nó mới làm ra được màu trắng. Mình nhớ rồi. Xuống được tới dưới hang này nè, chắc chắn sẽ có quái vật. Ây da, mày nè con. Nó tấn công đào. Ây da. Mày mạnh quá vậy, con này mạnh quá vậy. Ôi, cái gì mà bị mấy phát vô đầu là đi vô luôn á. Ui, một con lửa đang lên thì chết mày, lỡ mặc cái áo này vô rồi tháo ra không được. Đâu rồi, nó mà bước tới một cái đi là mình sẽ cho nó ăn cái rượu liền. Hụt nha con. Ủa, con này cũng không rớt ra xương luôn. Ui, ây da, đi ơi, có xương rồi. Ui, hết máu. Ăn vô cái. Rồi, có xương rồi. Đây, ngủ rồi. Hình như mình ngủ được chứ, tạo ra được cái áo anh thầy. Áo da nè. Đây, có áo trắng rồi, có quần trắng luôn rồi. Thôi, có hai loại màu rồi. Đủ công thức rồi, đi lên thôi. Lên được cho nè, nhưng mà mình biết chỗ nào kiếm được cái đầu xì tiếp rồi. Đó chính là nhà của ông ắc cơ nè. Mình nghe nói trong đây sẽ kiếm được cái đầu xì tiếp á. Rồi, đi vô thôi. Wow, đầu tiếp. Lên lầu xem nữa coi. Ở đây là không thấy đó. Đầu robot. Ý, kia rồi, thấy rồi, đầu xì tiếp nè. Đây rồi, có luôn. Ui, hai cái luôn hả? Ngon quá vậy. Cái món đồ cuối cùng là một trái tim nữa thôi. Giờ mình đang nghĩ coi trái tim này là trái tim gì đây, kiếm ở đâu ra nữa. Cái này là một vật liệu khá là khó kiếm nha. Nhưng mà mình nghĩ trong thí nghiệm SCP sẽ có được cái thứ kinh dị này. Chạy vô phòng thí nghiệm SCP ta nào. Trời đất ơi, đào nãy giờ ở đây mấy chục cái hố luôn rồi mà chả tìm thấy cái kho báu nữa hết trơn vậy. Hình như là Hachi lừa mình hay sao đó ta, làm mình tốn thời gian từ sáng tới giờ. Trời ơi, bây giờ mình phải về mình xử ổng mới được. Trời ơi, sáng giờ mình có thể tôi có thời gian để uống trà sữa rồi, bây giờ mình phải đi đào mất thời gian uống của mình mới được. Trời, tức quá, đi về thôi. Đi xuống dưới đây thôi. Một cái tim bị bỏ trong cái lồng kính đen được thí nghiệm. Đập cái phần bên này cho nước tràn ra bên này. Ôi, lấy trái tim đó thôi. Lấy được không vậy? Ôi, được rồi. Có được trái tim rồi. Vậy là mình đã đủ tất cả nguyên liệu rồi. Giờ lên trên chế tạo cho nào. Bỏ vô nè. Ý trời, phải chọn chúng. Bỏ vô trong đây nè. Đặt lên hết rồi nè. Bắt đầu chế tạo thôi nào. Đây rồi, mình đã chế tạo bộ giáp tô gà giáp SE đây rồi. Được rồi, đem vô làng thôi. Trời ơi, đáng ghét quá, mình phải xử Hachi mới được. Ủa, nhưng mà ai đứng trước cửa nhà mình vậy ta? Hả, hình như là cảnh sát sao? Chết rồi, không biết có chuyện gì không nữa, phải chạy về mới được. Ủa, anh cảnh sát ơi, anh có chuyện gì vậy? Mà sao tự nhiên anh tới nhà em chi vậy anh cảnh sát? Chào cậu có phải là Sầu Nguyên không vậy? Ờ, đúng rồi, là tôi đây nè. Vậy thì cậu ấy lên đồn đóng phạt vì tôi phá hoại môi trường đi. Ủa, em đâu có phá hoại môi trường gì đâu anh, hình như anh nhầm người rồi đó. Không
không có nhầm được. Đã có người thấy cậu đào bới và phá hoại bãi biển. Trời ơi, đúng là em rồi. Trời ơi, tất cả là tại Hachi cho nên mình mới bị đóng phạt. Ủa, nhưng mà tiền phạt của em hết bao nhiêu vậy anh? Tại do cậu đã đào rất nhiều cái hố tại bãi biển nên tiền phạt của cậu lên tới 20 triệu. Trời ơi, gì mà nhiều quá vậy trời. Tất cả tại Hachi, bây giờ mình phải bắt Hachi đền chung với mình mới được. Không biết bộ giáp này mình sẽ làm được những gì ta. Đò mộ quá đi. Hachi đâu rồi? Ra đây. Cái gì? Cậu ông cầm đi ET vậy? Không có biết là tại ông mà bây giờ tôi bị cảnh sát bắt không? Cảnh sát bắt ông liên quan với tôi chứ. Tất cả là do cái máy gọi là phát hiện kim loại của ông đó. Tại nó mà bây giờ tôi đi đào tùm lum tà la. Bây giờ tôi bị cảnh sát bắt vì tội phá hoại môi trường kìa. Ủa, cái đó do tất cả do ông mà, đâu phải do tôi đâu. Tại do ông đi đào chứ bộ. Mắc gì tại tôi, tại ông là người suối tôi đó. Không trả tiền cái vậy tôi cho nổ nè. Ê, cái gì ơi? Trời, nhà của mình. Muốn thì vô tiếp nè. Rồi, được lắm, Sầu Yên, ông đợi đó. Được rồi, mình sẽ mặc cái bộ giáp vô mà xử lý Sầu Yên được. Ông dám phá nhà mình luôn rồi kìa. Ai da, mặc giáp nè. Đây rồi. Mình đã mặc xong bộ giáp tù gà với chắc e đen rồi. Là tại Sầu Yên ông chết với tôi nè. Ủa, cái gì, ở đâu ra bộ giáp gì ghê quá gì. Đây, được nhiên rồi, cho ông chết. Dạ mà. Mình còn có thêm con gà nữa. Ông đâu rồi, cho ông ăn gà nè. Ủa, ông đâu rồi ta? Ôi, ở trên đây nè. Ôi, bơm. Ôi, chờ đó, đây, cho ông ăn bơm nè. Bơm gà chiếc gà. Ôi, lỡ. Ôi, chiều của giấc mẹ sâu ế. Ôi, chạy. Ôi, đâu rồi, bơm nữa nè. Ông chết, ăn gà đi. Dám phá nhà tôi á. Đâu rồi. Ủa, ông đâu rồi? À đây rồi. Đây rồi. Ôi. Rồi, ông ngất thẳng xuống dưới rồi. Dám phá nhà mình á. Tiêu diệt được ông rồi. Công nhận bộ giáp này cũng mạnh thiệt chứ. Được rồi. Giờ phải sửa lại cái nhà của mình thôi. Trời ơi, nó tan hoang hết trơn rồi. Trời ơi, bực bội thiệt chứ. Không lẽ bây giờ mình phải thất bại vậy sao? Trời ơi, chị ơi, tôi sẽ báo thù ông. Mấy bạn đi coi, có bạn nào tò mò xong trùng GPT từ 1 sao cho tới 5 sao thì tiến hóa như thế nào mà. Nếu như các bạn không biết, hãy bấm qua video bên cạnh của mình nha. Giờ thì mình sẽ qua bên video này và tạm biệt các bạn.